Nhiều bạn có hỏi rằng là bác sĩ ơi thì liệu rằng niềng răng xong phải duy trì không và duy trì như thế nào? Thì thực sự thì tôi đã làm rất nhiều video về vấn đề duy trì rồi, nhưng hôm nay tôi lại ở lại một video nữa. Thì rõ ràng là sau khi mình niềng răng xong thì bạn phải duy trì. Tại sao lại như vậy? Giống như kiểu là một quá trình mà chúng ta đi trồng cây thôi. Khi mà một cây mới vừa được trồng xuống ấy thì chúng ta phải chống đỡ nó để làm sao nó tránh cái vấn đề mà rông bão làm bật cái gốc. Thì cũng giống như vậy, mà sau khi niềng răng xong ấy là một cái quá trình mà răng nó dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Nó cần phải một cái thời gian để cho nó bồi xương, để cho xương bên dưới nó cứng lại. Và chúng ta cũng phải dùng những cái khay duy trì, những cái phương pháp duy trì để làm sao cái răng nó không di chuyển quá nhiều và làm cho cái xương bên dưới nó được cứng lại. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải làm những cái hàm duy trì. Và hiện nay thì nó có ba cái loại hàm duy trì, ba phương pháp duy trì rất là phổ biến. Thứ nhất là cái thanh duy trì ở mặt lưỡi. Thì cái phương pháp mà cái thanh duy trì ở mặt lưỡi nó khá là phổ biến, bởi vì là sao? Thứ nhất là nó thẩm mỹ, thứ hai là nó dính chặt vào đó và chúng ta không phải tháo ra tháo vào, nó đỡ bất tiện. Tuy nhiên thì cái phương pháp này nó cũng có những nhược điểm của nó. Thứ nhất là nó chỉ định cho cái hàm dưới thôi, ít khi chỉ định cho hàm trên, ít khi nhá, tức là vẫn có. Cái thứ hai nữa là nó có thể bị mắc thức ăn, rồi vướng thức ăn, cao răng nó sẽ bám vào đó. Đấy, rồi cái nữa rằng là khi mà nó phích như thế thì cái răng nó được răng với nhau cũng khá là chặt. Đây là cái phương pháp mà tôi vẫn thi thoảng tôi vẫn áp dụng ở phòng khám. Nó tiện, ít phải tháo ra tháo vào và thẩm mỹ nữa. Cái phương pháp thứ hai ấy, đó là cái khay trong suốt. Và rất nhiều người lại mong muốn cái phương pháp này vì sao nó thẩm mỹ. Tuy nhiên nó có thể tháo ra tháo vào được, và nếu cho quên ấy, thì rõ ràng là rất nhiều bạn lười thì nó dễ bị chạy lại. Một cái điều nữa là cái giá thành của nó, nếu mà chúng ta không nằm trong cái gói niềng răng mà chúng ta đi mua ngoài thì cái giá thành cũng khá là mắc, mà chẳng hạn mất một cái thì thực sự nó ảnh hưởng đến cái kinh tế của bạn. Và đối với cái khay niềng răng suốt này, thông thường ấy là khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng là bắt đầu nó hỏng, nó rã rồi, thì chúng ta lại phải làm những khay mới. Đấy là những cái nhược điểm của cái khay trong suốt này. Và một cái điều nữa là khi mà chúng ta đeo khay trong suốt thì cái khớp cắn ở phía đằng sau ấy, cái răng hàm nó bị lún và gây cắn hở, và đôi khi chúng ta nghiền thức ăn nó không tốt. Thì đấy là những cái nhược điểm của khay duy trì bằng khay trong suốt. Một cái hàm nữa mà tôi rất thích sử dụng mà tôi vẫn luôn luôn tư vấn cho khách hàng của mình ấy, là một cái hàm duy trì tốt nhất đối với bản thân của tôi, đó là hàm duy trì bằng Harley. Đây cái hàm này tức là có một cái nền nhựa và một cái vòng cung. Thì cái này nó có một cái nhược điểm thôi, đó là nó mất thẩm mỹ thôi. Thế tuy nhiên thì nó giúp cho cái việc đóng khớp hai hàm một cách tự nhiên, giúp cho khớp cắn nó có thể là tự điều chỉnh một cách sinh lý. Thì tôi luôn luôn quan tâm chức năng, chính vì vậy mà tôi khuyên các bạn hãy dùng cái hàm duy trì Harley thì là tốt nhất đối với bản thân của tôi. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi với tôi, và hy vọng rằng các bạn sẽ lựa chọn cho mình một cái phương pháp duy trì hiệu quả.